Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị địa phương liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột trên địa bàn tỉnh, đảm bảo bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng trước ngày 30 tháng 6. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết khởi công dự án vào tháng 6 năm 2023, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự án được Bộ Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có điểm đầu tại vị trí giao giữa quốc lộ 26B và quốc lộ 1, khu vực cảng Nam Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Điểm cuối tại vị trí giao các đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Dự án có tổng mức đầu tư 21.935 tỷ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến 117,5 km. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thời gian chuẩn bị khởi công dự án không còn nhiều. Các sở ban ngành chính quyền các địa phương phải quyết liệt triển khai các nhiệm vụ liên quan đến dự án hoàn thành sớm nhất. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành phê duyệt dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Tỉnh cũng đã bố trí gần 1.360 tỷ đồng cho dự án.